Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, trong cái video hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn ba con giáp trong cái tháng 3 này. Đây là cái thời điểm mà đỉnh điểm viên mãn của ba con giáp này, nên là tình đầy tim và tiền cũng đầy túi. Vì theo tử vi của con giáp thì tháng 3 này đây là cái thời kỳ đẹp đẽ viên mãn nhất của ba con giáp này, tình tiền đều như ý và mọi chuyện đều suôn sẻ hanh thông cả. Ba con giáp này chuẩn bị đón một cái tháng 3 viên mãn nhất trong năm. Và xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với ba con giáp này. Con giáp thứ nhất đấy là con giáp tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ có cá tính tự tin, sống tích cực. Đây là con giáp may mắn nhờ vào cái ý chí kiên cường, luôn giữ cái suy nghĩ tích cực. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất, họ vẫn giữ được cái suy nghĩ tích cực, không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Theo tử vi năm 2020 thì tháng 3 tới là cái thời kỳ thăng hoa nhất trong năm của người tuổi Tỵ. Sự nghiệp không ngừng tăng tiến, tình duyên, gia đình vui vẻ. Nếu biết cách nắm bắt cơ hội thì tuổi Tỵ sẽ tích góp được nhiều tài sản, cuộc sống sau này càng đầy đủ, tốt đẹp hơn. Nếu giờ vẫn đang vất vả thì tuổi Tỵ hãy kiên nhẫn và cố gắng nhiều hơn, vì tương lai phía trước rất đáng để mong đợi, kỳ vọng. Tiếp theo xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với con giáp thứ hai, đấy là con giáp tuổi Mùi. Tuổi Mùi là con giáp lương thiện, bụng dạ rộng lượng, giàu bao dung với mọi việc và mọi người. Trong công việc họ không thích hơn thua tranh giành, luôn giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Với tính cách hiền lành như thế, tuổi Mùi được ơn trên bảo vệ, dễ gặp được quý nhân trong công việc hay trong cuộc sống. Theo tử vi con giáp thì sang tháng 3 năm 2020 thì tình tiền viên mãn, mọi sự suôn sẻ hanh thông đối với người tuổi Mùi. Càng nỗ lực thì vận may giàu sang sẽ càng đến với con giáp này. Và con giáp thứ ba đấy là con giáp tuổi Sửu. Tuổi Sửu có tài kinh doanh, nhạy bén với buôn bán, làm ăn. Họ có thể nhìn xa trông rộng, đoán định thời cuộc hơn người khác. Với khả năng trời cho này, tuổi Sửu nhiều lần thành công trong cuộc đời. Trong tháng 3 năm 2020 này, tuổi Sửu là con giáp giàu có đáng chú ý. Họ làm việc gì cũng dễ thành công, gặp may mắn, sự nghiệp càng vững chắc thì tình duyên càng tốt. Chỉ cần chuẩn bị tốt cho sự nghiệp, tài chính thì tuổi Sửu sẽ càng hạnh phúc, vui vẻ. Quý vị thân mến, chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn ba con giáp tình tiền viên mãn trong tháng 3 năm 2020 này. Đây là cái thời kỳ mà cực kỳ đẹp đẽ viên mãn nhất của ba con giáp này. Tình tiền và mọi chuyện đều suôn sẻ, hanh thông. Và chúng ta cũng biết được rằng đó là ba con giáp nào và vì sao ba con giáp đó lại may mắn đến như vậy. Và xin được chúc mừng ba con giáp này và chúc các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tháng 3 và trong năm 2020 này. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.